Sự thật, mẩn ngứa, đau bụng, chóng mặt là tác dụng phụ hay chỉ là phản ứng cơ thể khi dùng bộ sản phẩm Vili? Vili áp dụng công nghệ sinh học tiên tiến của Đức, gồm 140 loại dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người mỗi ngày. Bộ sản phẩm Vili có 3 sản phẩm chính là VOC, Vitrison và Vinaro. Với công thức chính xác, Vili sẽ giúp tế bào hấp thu dinh dưỡng một cách hoàn chỉnh và hiệu quả nhất. Cách sử dụng: dùng trực tiếp, hòa một gói pha với 200ml nước khuấy đều và uống trước bữa ăn sáng 30 phút, có thể dùng 2 đến 3 gói trên ngày. Lưu ý, vẫn có thể hòa chung 3 gói cho một lần uống. Khi uống vào 5 đến 7 phút sau, cơ thể sẽ có các biểu hiện thường gặp như tai đỏ, năng lượng cơ thể thấp, cảm giác châm chích ở da, cholesterol cao, đau bụng, dạ dày tiêu hóa kém, axit dư, các khớp xương ửng đỏ là do các bệnh về xương khớp, tim đập nhanh là do tim thiếu oxy và các bệnh lý tim mạch. Sản phẩm được đưa nhanh đến các khớp bộ phận của cơ thể sẽ làm cơ thể ấm và nóng lên, cơ thể đạt được thân nhiệt tiêu chuẩn để phòng tránh các bệnh mãn tính không lây. Khi bạn dùng một ly Vitrison, sản phẩm chứa nhiều enzyme, probiotic và chất xơ hòa tan giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và hấp thu của dạ dày, điều hòa chế độ ăn uống, trì hoãn quá trình lão hóa của tế bào, tăng hàm lượng collagen. Khi bạn dùng một ly VOC, cơ thể sẽ được cung cấp oxy trong vòng 5 đến 7 phút. Máu huyết được lưu thông, toàn thân sẽ cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái, đưa oxy đến tận sâu bên trong tế bào, tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng và trì hoãn tốc độ suy thoái của tế bào, tăng cường trí nhớ và độ tập trung cao. Tim được tăng cường hoạt động, đẩy máu đi nuôi các bộ phận của cơ thể. Khi bạn dùng một ly Vinaro, tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ tái tạo tế bào, giúp hệ xương khớp được vững chắc, chứa nhiều khoáng chất và nguyên tố vi lượng. Sản phẩm còn giúp cho mắt được sáng rõ, chống điểm vàng đáy mắt. Protein thủy phân và lưu ai giúp nâng cao chức năng tự chữa bệnh của cơ thể, nâng cao chất lượng giấc ngủ, cung cấp collagen làm giảm nếp nhăn. Sau 28 ngày dùng sản phẩm, cơ thể sẽ tràn đầy năng lượng, sức sống khỏe mạnh. Đặc biệt, đối với bệnh nhân ung thư rất cần giữ cho cơ thể ở mức 36.5 độ C và oxy. Vì khi có oxy, các tế bào ung thư sẽ không thể sinh sôi hay phát triển mạnh. Vili là bộ giải pháp sức khỏe toàn diện, điều lý bệnh tận gốc trong dòng sản phẩm sức khỏe toàn tế bào.